Video này mình sẽ giới thiệu cho các anh em một số cái linh kiện đó mình ráp được cái thùng lo 4 tấc đơn, 5 tấc đơn hoặc là 4 tấc đôi, có revert ha, có chống hú ha, có livestream. Ok, thì trong cái video này mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái mẫu mạch là CS8683H ha. Đó, công suất nó là lớn ha, công suất lớn. 180W đến 350W. Thì ở đây đối với cái mẫu mạch này cho chạy lô đơn là 4 tấc đơn hoặc là 5 tấc đơn. Lô đôi thì 4 tấc đôi. 4 tấc đôi thì mình sử dụng lô con 51 ha. Trợ kháng 4 ohm. Còn đối với lô đơn á thì mình sử dụng con 65 4 ohm. Và hoặc là loại 5 tấc đơn. Ok ha, đây mẫu mạch đây. Thì mẫu mạch này nó có revert echo, có livestream. Ha, đây có livestream đây. Đây cổng kết nối với TV. Cổng in cổng out ha. Cổng out là mình đỡ mình kết nối với loa sub á. LX là mình đỡ kết nối với TV ha. Ok, thì ở đây nó có nhiều cái phím chức năng để mình sử dụng ha. Thì trong livestream mình sử dụng khá nhiều ha. Đó. Đó, khi livestream mình sử dụng những cái phím này nó cũng khá hay. Ha. Thì đối với mẫu mạch này nó có thêm một cái phím nó cũng khá hay, đó là dùng nó cắt tiếng ha. À, dùng nó cắt tiếng luôn. Đó, cắt hoàn toàn. Đây là tầng chỉnh đó ha. Đây là tầng chỉnh. Thì đối với cái mẫu mạch này thì vật echo nó cũng chỉnh nó cũng đơn giản. À, đơn giản nhưng mà khá đặc biệt ha. Thì mình hướng dẫn sơ qua cho các anh em chỉnh. À, đây. Cái nút echo á là mình xem như nút effect. Nút effect ha thì mình tăng lên tối đa. Còn cái mid down nè. Mid down. Thì nó là thực ra nó là revert và echo. Nếu mà dặn về bên tay trái á thì nó là revert, bên tay phải á là nó là echo. Đó. Echo nhiều hơn revert. Có mid bass này, mid chép, mid volume. Đây còn nhạc chỉnh volume, bass, chép. Thì đối với mẫu mạch này á thì mình có thể sử dụng bình ắc quy hoặc là điện 220 đều được hết. Đây có nguồn xung bên trong. Đây khói cái cuộn kích áp này, cuộn kích áp này. Đây khói kích áp này. Này ngõ ra nè ha, ngõ ra một kênh. Thì ở đây mình lắp lô đơn hoặc lô đôi đều được hết ha. Hai cuộn cảm kháng ngõ ra nè. Thì CS8683H ở đây. Ok chưa? Ok, đang kết nối với micro này ha, kết nối micro không dây. À, thì đối với một cái lo kéo á, thì mình cần lo ha. Thì ở đây mình có thể lắp lo đơn hoặc là lo đôi 4 tấc hoặc là 5 tấc. Ở đây mình test nhanh cho các anh em ha, test nhanh cho các anh em. Đây mình đang test trên thùng lo 4 tấc đơn. À, một bát một chép thôi. Còn nếu anh em nào mà muốn thêm lo chung nữa thì nó càng hay hơn. Cái ở đây mình test trên cái thùng đơn giản thôi ha. Đây một số cái linh kiện về micro ha. Micro đó, thì các anh em nào mà cần thì cứ liên hệ với mình ha. Mic nè, mic pin nè, UHF nè, xét tần số nè. Mic này mic UHF nè, cũng xét tần số được nè. Như vậy cặp này đây chạy pin tiểu này, chạy pin 18650. Cái này cũng vậy nè. Mic U nè, mic U nhưng mà không xét được tần số. Này mic V. Thì các mẫu mic bên mình á thì âm thanh nó rất là tuyệt vời ha, âm thanh rất tuyệt vời. À, những cái mẫu mình đã chọn chất âm nó khá tốt ha. À, trước đây thì mình nhiều mẫu lắm, nhưng mà một số mẫu trước mình thấy cái gain nó hơi yếu, mình chỉ giữ lại những cái mẫu mic mà gain nó tốt ha, thì âm thanh nó ca nó mới mạnh được. Chứ không phải là mình nhìn bề ngoài là đẹp là hay đâu, không phải đâu nha. Đó, quan trọng là cái đầu mic nè, thu phải tốt nè ha. Rồi mạch thu bên trong xử lý á, cái mạch thu nữa phải xử lý thật tốt.
thì lúc đó âm thanh về nó mới tốt được ha. Đó, chứ không phải mình nhìn bóng bẫy là hay đâu, không phải ha. Đó. Thì đó, thì cái anh em nào mà chưa có lo thì có thể liên hệ với bên mình, lo 4 tấc, 5 tấc đều có hết ha. Đối với mẫu mạch này nãy mình nói ngay từ đầu là 4 tấc đơn á, là con 65, 5 tấc đơn cũng là con 65, mà 4 tấc đôi á, là con 51 thôi ha. 3 tấc đôi cũng vậy, mình chạy con 51 thôi ha. Đây. Chạy bình và điện 220 đều được, nếu không có bình á, thì mình sử dụng điện trực tiếp luôn. Nếu mà có bình thì mình thuận tiện cho cái việc mình di chuyển ha, phải có bình, di chuyển phải có bình đó. Thì cắm điện vô để mình sạc bình ha, cắm điện vô để sạc bình đó. Thì mẫu mạch này cái tiếng revert nó đặc biệt lắm, nó tiếng revert đặc biệt lắm, mình test cho các anh em nghe ha. Đây, một hai ba bốn ba bốn năm sáu sáu tám chín một hai ba bốn năm sáu 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 tám chín một hai bốn năm sáu sáu tám chín một hai ba bốn năm sáu. Cái đó là mình đang có khối revert echo ha. Hôm nay mình đỡ thùng revert luôn nè, thùng revert đỡ mic đeo á, mic đeo nó bên tay trái luôn ha. À. 1 2 3 4 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5
ngồi yếu xíu, phải thêm chút là cô kè nó mới nổi ha. Đây. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1, 2, 6, 8, 9, 1, 2, 6, 8. Ok chưa? Đây này, mục tiêu của mình là thử trước lo cho các anh em luôn ha. Thử gần lo luôn. Đó, mình test cái độ chống hối cho các anh em. Thì những cái mẫu mạch bên mình ở đây phần là đều có tích hợp chống hú hết. Để anh chị, lo kéo mình ca ngồi trước lo thì nó không bị hú hí ha. Nếu mà nó hú thì ca nó khó chịu lắm. À, và đồng thời là linh kiện mình mau hư, mạch cũng mau hư mà lo cũng mau hư. Nhất là cái lo chép á, nếu mình đỡ nó hú mà nó rít một phát á, đứt ngay lo chép luôn ha. Đó. À, và cái lo bát cũng vậy. Nếu mà hú lâu dài thì nó sẽ nhão cái lo đi. Thành nó không tốt nữa. Ok ha, mình thử phần nhạc cho các anh em nghe đây ha. Coi thử đánh mạnh hay không ha. Đây. Thì đây mình sẽ quay xa ra chút xíu để anh chị âm thanh nó mình mới nghe được cái trọn vẹn được cái âm thanh. Đấy. Oh, 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 oh
Thì bây giờ mình sẽ test nhanh cho các anh em một cái đoạn nhạc nhỏ ha, để mình thử nhạc, test nhanh về cái độ reverb của nó ha, có tuyệt vời không ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì ở đây không phải là cái hay cái dở ha, mục tiêu là mình thử cái độ reverb cho các anh em nghe thôi ha, để mình đánh giá được cái âm reverb. Thì các anh em chịu khó mình nghe một vài tiếng thôi là mình đã nhận ra được cái độ reverb nó có sắc nét hay không ha. Cái đây mình không có giải thích nhiều ha, thì các anh em qua cái một vài cái đoạn nhạc nhỏ thôi mình đánh giá ngay được thì nó nằm ở mức độ nào ha. Ok, thì mình kết thúc video tại đây ha.